chưa xong rồi. Mai à, mai khai trương chưa? Dạ. Mai mở cửa chưa? Tối mưa chắc tối mưa. Cảm ơn, mở cửa ra không? Cảm ơn, mở cửa ra. Không à. Các bạn à, đây là đường hoa Bạch Đàn tại Đà Nẵng đây các bạn à, đường hoa này 28 tối 28 mới khai trương các bạn, sáng 28 khai trương nên tối nay là mới tới 27 à, nên chưa mở cửa, chưa mở cửa các bạn. Nên tôi đứng ở ngoài tôi quay sơ cho các bạn xem thôi. Đây. Vào đây nè, trước cổng này, trước cổng này, trước cổng này. Quay. Quay ở ngoài hồng rò, đứng hồng ngoài hồng rò quay cho các bạn xem đây. Đây. Tối mai tôi sẽ xuống lại. Để chia sẻ các bạn xem nha. Hôm nay tôi quay sơ cho các bạn như vậy.
tư. Đường hoa bạch đèn à, mọi người hô hấp dễ sạch chưa
nè. Thank you.
về. Ủa không trong buồn ba ơi. Đúng rồi.